Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn in ra 10 chữ số tự nhiên đầu tiên từ 0 tới 9, mỗi thằng ở trên một dòng. Hướng dẫn sơ cho các bạn cách sử dụng vòng lặp for. Rồi, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tính tổng các số nguyên trong khoảng A đến B. Chưa? Thì đầu tiên là mình sẽ phải làm được cái chuyện là mình nhập được A và nhập được B. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải có A bằng input. Chưa? Và input này vì nó là số nguyên cho nên mình sẽ phải ép kiểu thành in. Rồi, tương ứng với B là mình có thằng A và B. Lưu ý rằng là chúng ta tính tổng các số nguyên từ A đến B, giả sử A bằng 5, B bằng 8 thì chúng ta sẽ phải tính là 5, 6, 7, 8 cộng lại với nhau. Được không? Thành ra là A sẽ phải nhỏ hơn B. Thì nếu như mà A lớn hơn B thì chúng ta không thực hiện được, chúng ta sẽ phải thông báo rằng là số thứ nhất lớn hơn số thứ hai. Đó. Rồi, còn ngược lại thì mới làm được. Ok, thì lúc này nè, cái tư duy tính tổng chúng ta sẽ phải làm sao? Có phải là tổng thì chúng ta sẽ phải có một cái biến, tạo một biến tổng để lưu giá trị của tổng. Rồi sau đó làm gì? Cộng từng giá trị trong khoảng A cho đến B, đúng không? Trong khoảng A cho đến B vào biến tổng. Ví dụ ban đầu nè, tổng nè bằng không nè, rồi mình có tiếp tục nè, A là bằng 5 đi, rồi B bằng 8 đi. Thì lúc này qua lần thứ nhất khi mà chúng ta lấy tổng, chúng ta sẽ xử lý là tổng nè bằng nè tổng nè cộng cho A. Rồi. Được chưa? Sau đó bước thứ hai chúng ta lại tiếp tục tổng nè bằng tổng cộng cho A cộng 1. Đúng không? Rồi tiếp tục lại là tổng bằng tổng cộng cho A cộng 2. Cứ như vậy, điều kiện kết thúc là khi mà cái A cộng này nè nó lớn hơn B là kết thúc, đúng chưa? Đó, và mỗi lần thực hiện như vậy, ban đầu tổng mình bằng không đúng không, nhưng sau đó mình gán lại tổng bằng tổng cộng A, thì không cộng A ở đây, A lúc này bằng 5, có phải là lúc này tổng bằng 5 không? Sau đó xuống dưới bước thứ hai tổng lại bằng tổng cộng A cộng 1 thì là 5 cộng cho 5 rồi lại cộng cho 1, có phải là 11 không, là bằng 5 cộng 6 á. Tương tự như vậy, 11 cộng cho 7 bằng 18. Đây là cách để chúng ta tính tổng. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình thực hiện sao? Đầu tiên tạo một biến tổng, gán giá trị bằng không. Sau đó chúng ta dùng vòng lặp y in range trong phạm vi từ đâu tới đâu. Nếu như chỉ là một số 0 ở bài trước để mà số 10 vô không thôi á, tức là nó từ 0 cho tới 10 trừ 1. Vậy bây giờ mình cần từ A tới B, vậy thì A cho tới B, vì B trừ 1 đi thì mình phải cộng 1 lên để cho nó đủ. À, vậy là chúng ta sẽ có một cái vòng lặp cứ lặp. Lặp bắt đầu từ A rồi A cộng 1, A cộng 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 2, cộng 3, cộng 4 cho tới khi mà A lớn hơn B là được. Được chưa? Rồi, thì khi lúc này chúng ta sẽ là tổng bằng tổng cộng cho y, đúng không? Mình có thể viết tắt lại bằng là cộng bằng y. Ok, tán tử thôi. Được không? Rồi, lúc này là mình đã có tổng xong. Sau khi có xong mình sẽ print ra. Sẽ là tổng. À, format đưa vào biến tổng thôi là xong. Chuẩn ha. Rồi, chạy thử. Rồi, input là bằng 5 nè. 8 nè. Tổng 26 nè. Thử cái gì dễ tính hơn đi ha. Thử tính tổng từ 1 tới 3. Nó sẽ phải là 6. Đúng rồi, 1 cộng 2 cộng 3. 1 cộng 2 là 3, 3 cộng thêm 3 là 6. Đó, là chính xác. Vậy lỡ đâu mình nhập vào các giá trị nó không đúng, giả sử là nhập số, nhập linh tinh gì thì sao? Thì lúc này xử lý ngoại lệ luôn bằng cách try và except.
Nếu như gặp vấn đề thì print ra là định dạng đầu vào không hợp lệ thôi. Đó, đưa nguyên khối này thuộc vô. Xong, vậy là mình đã xử lý xong bài này. Đó, bắt đầu hiểu rõ hơn một chút về cách sử dụng vòng lặp rồi đúng không? Vòng lặp ứng dụng được bằng cách là các bạn duyệt qua một cái danh sách làm cái chuyện gì đó. Vòng lặp rất là quan trọng trong lập trình. Ok, bài sau chúng ta sẽ cùng nhau học cách tính tổng các số nguyên trong khoảng A đến B, nhưng lúc này là chúng ta sử dụng vòng lặp while. Bài này mình đang sử dụng vòng lặp for ha. Bài sau mình sẽ sử dụng vòng lặp while để cho các bạn tiếp cận với hai cách và bạn làm quen với cả hai cách. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn.